Xin chào mọi người. Hôm nay thì em giới thiệu với mọi người siêu phẩm Nát đi vô 2 mọi người nhá. Nát thì không phải giới thiệu với mọi người về cái độ căng nẻ độ dữ của con chó đó rồi. Mày không hiểu tí gì về nghệ thuật. Cái này màu nó đỏ hơn rất là nhiều. Máy iPhone đây là màu nó bị bạc. iPhone màu nó nhạt, nó không được đỏ lắm. Em ngoài đỏ lắm, em chẳng quay mọi người màu về đẹp hơn luôn. Mọi người nhìn ví dụ như con này màu nó sẽ cùng màu với cả nền gạch luôn. Nhưng con này lớn thì là mọi người không lo là chủ bị đánh mà nó không bảo vệ nhá. Đến lúc chủ lại phải bảo vệ khách lạ, bảo vệ trộm chứ. Chủ lại phải bảo vệ trộm. Đợt vừa rồi rất là nhiều khách hỏi đàn con của Nát. Em chào anh Mai Lớp Vinh, Bắc Tân Uyên có xe tới nhà không bạn? Chỗ nào em không gửi được anh ạ. Anh Tân chỉ Yên, cần... Bắc Giang á? Bắc Tân Uyên chắc là Bình Dương. Anh ở Bình Dương. Anh ở Bình Dương đúng không? Nhà em chỗ nào cũng gửi được, em gửi cả về Cà Mau, Bạc Liêu, Sapa, Lào, Campuchia hết mà. Treo lên lửng luôn này. Ôi ôi ôi. Anh chị chỉ cần gửi trên địa chỉ thôi là em hỏi được hết xe. Tiếp ship tận nhà thì em gửi xe ôm về tận nhà luôn. Kêu không? Này. Ui giời, nhấc trên không luôn. Cái này là anh Hồng còn khỏe còn nhấc được chứ cho bọn mình test thì thôi. Đúng rồi, em mới chỉ thấy bị bọn nó lôi xô cái quay đi không kéo lại được cái rẻ ấy. Đấy lấy rẻ rồi đấy. Giải cứu chiếc rẻ. Rách áo rồi. Rách à? Áo này áo bóng đá, áo vải bóng đá không phải áo ấy đâu. Này, con này nhấc trên không luôn này. Đấy anh chị nào này. Thích thần kinh căng thì chốt ngay em nó, treo lơ lửng này. Nó rách áo còn mắc có một tí mà nó vẫn cắn. Đây là nó tự cắn nhá, không phải là em treo đâu nhá mọi người nhá. Ngày xưa mà anh cứ bảo là dán keo. Em chào anh Thành Ngô, bao nhiêu một em vậy? Anh ơi, đàn chó như em thì có giá từ 5 đến 6 triệu một em. Bên này là Zaro nhập xét mọi người nhá. Zaro là... Ôi xời. Bên ngoài màu nó sẽ đỏ đậm hơn rất là nhiều. Mày con lưới này, con này, con đã bảo mày. Ok, được rồi. Anh chào anh Cường Lê Kỳ, mấy con này phải hiện gì đấy? Anh cái nào đâu, đang lên chim này là con của Nát. Vô lý đâu đâu. Con số 2, lập tức anh ạ. Con Nát là con được nổi tiếng nhất này em đấy. Đấy, còn con này là con của... Con này là con của Nát. Gầm đen mà lông đỏ, đỏ má trầu đậm luôn ấy ạ. Trực gọi video trực tiếp để cho anh chị xem nhé. Xin chào mọi người.